Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tâm Linh Việt. Ngày hôm nay như thường lệ, hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với những câu chuyện huyền bí tâm linh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đừng mà, tôi xin ông hãy tha cho tôi. Tôi đang có mang, xin ông đừng làm vậy. Xin ông làm ơn làm phước tha cho tôi. Tôi bây đâu, trói nó lại cho tao nhanh lên. Mà kể những lời van xin của Út Nhị, lão già Lý Phung ra lệnh cho đám gia nhân lấy dây mà trói chỉ lại. Đứng trước một cô gái với thân hình đầy đặn, khuôn mặt trắng hồng, mỗi khi cười làm sao xuyến tâm hồn người đối diện, thì với một lão già ngoài 50 giữ chức trưởng làng Sâm Ô háo sắc, quả là một tuyệt sắc giai nhân trong mắt lão. Người dân không ai không biết đến danh tiếng lão, hắn ta nổi tiếng với cái thú vui ức hiếp chiếm đoạt gái nhà lành. Bất kể là 18 đôi mươi hay đã có chồng con, miệng cứ vừa mắt là được. Chỉ cần là lão thấy đẹp là cho người khám xét nhà đêm khuya, gán cho cái tội chống quan pháp mà bắt người. Uất ức là vậy nhưng đâu có ai dám báo hay thừa kiện, vì họ thừa biết lão có quyền có thế, gian manh độc ác. Chỉ cần bỏ ít tiền hiến dâng thêm một cô gái cho quan là tội trạng do hắn quyết định. Cục định tố cáo không những bị thua kiện mà còn bị lão cho người đánh đến chết. Nhưng cô gái trong làng đều lo sợ một ngày nào đó không may lọt vào mắt xanh của lão. Và Út Nhị không ngoại lệ, dù đã có chồng và đang có con, lại quanh quẩn cả ngày ở bến đò cùng cha chồng nhưng cô vẫn rất sợ. Nhưng không may cho cô đã lọt vào tầm mắt của lão trong một lần lão đi thu thuế ruộng. Vừa nhìn thấy người lão từ ngoài ngõ, cô chạy ra cửa sau. Nhưng không ngờ lão lại vòng ra nói chuyện với cha cô. Nhưng mắt nhìn về phía cô, lão nhìn bầu ngực của cô thèm thuồng. Ông hầu cha cô liền bảo cô đi ra ngoài. Út, mày đứng đó làm gì? Ra sau lò cơm nước, thằng Tèo nó sắp về rồi đấy. Cô giả một tiếng ra nhanh sau nấu cơm. Cứ ngờ đã thoát được nhưng không, tối hôm đó lão đưa người đến bắt cô về. Hơn 10 giờ đêm những căn nhà mái đơn sơ đã đóng cửa tắt đèn. Bên ngoài đường làng không một bóng người. Và con đường dẫn ra bến đò nơi có căn nhà nhỏ của cha con ông càng vắng hơn. Thế nhưng hôm nay lại có ánh lửa từ những ngọn đuốc. Lão dẫn theo hơn 10 người, cầm đuốc, dây thừng và cả súng trường. Đoàn người của lão cứ nhắm ra bến đò mà đi. Cứ thế đoàn người lặng lẽ soi đuốc trong màn đêm tối. Đám xà nhân không ai biết họ làm gì, cho đến khi lão ra hiệu, ngó vào nhà ông hậu, vừa vào đến cửa lão không cần gọi mà ra lệnh đập cửa xông vào. Bây đâu, đạp cửa xông vào, nhớ không được làm em Út Nhị của ta bị thương. Ngay lập tức một người tiến tới đạp mạnh vào cánh cửa làm cho các thanh gỗ phát ra âm thanh cót két. Thằng hậu già đâu ra đây ông bảo. Ông hậu nằm trên giường nghe động kèm theo tiếng biết có chuyện không lành, châm cây đèn đi ra kính cẩn. Dạ thưa cụ Lý trưởng, không biết cụ ghé thăm nên không ra đón mỏng cụ thứ tội. Không cần, con Út đâu gọi nó ra đây. Bỗng anh Tèo từ trong buồng đáp lời. Xà bẩm cụ, nhà con có mang lại lên cơn sốt nên con mạn phép thay mặt sang nghe cụ bảo việc ạ. Sao ốm à? Vậy thì để ông xem ốm thế nào cho tiền mua thuốc. Vừa nói vừa nhanh vào buồng nơi Út đang ngồi co rúm. Thay vậy ông hậu anh Tèo chạy tới chắn ngang. Ê cụ, là con lớn thì phải vào nơi sang trọng, chứ cái buồng này là nơi ăn ngủ của con dân, rán chuột chạy khắp nơi hồi thối, mà để cụ vào thì không tiện. Tránh ra, lắm lời ông gông cổ chúng mày lại. Thằng Tùng đâu, lôi tía con thằng này ra ngoài, thằng nào chống cự bắn bỏ mẹ nó cho ông. Tùng là tay chân đắc lực của lão, chuyên đi bắt các cô gái về cho lão thỏa mãn cơn dâm, đôi khi lại ra tay đánh người khi lão muốn ra oai. Tùng nghe lão nói thì chĩa thẳng nòng súng vào đầu ông hậu. Một tên khác cũng chĩa nòng súng vào đầu anh Tèo. Hai người lo sợ. Lão Lý thấy thế cười cười vỗ vào mặt anh Tèo. Mày bảo vợ mày ốm thì ông vào thăm. Nặng nhẹ thế nào ông biết cho tiền mua thuốc. Ông làm quan thì ông cũng phải có trách nhiệm với dân chứ, có đúng không nào? Nói rồi lão mở cửa. Cậu Út đang ngồi co rúm thấy lão quỳ xuống nức nở. Con xin ông, con đang có mang lại sốt không ra ngoài được, mong ông bỏ qua. Ấy ấy, sao em lại khóc thế chứ? Nào nào ngồi xuống đây ta xem, khuôn mặt xinh xắn thế này mà khóc lóc như vậy còn gì là đẹp nữa. Bây giờ nghe ta hỏi này, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm ông, con tên Út Nhị vừa tròn 19 ạ. Thế em lấy chồng được bao lâu rồi, có mang bao tháng? Dạ bẩm, con lấy chồng được 3 tháng, có mang 2 tháng ạ. 2 tháng vậy thì tốt, tốt lắm. Lão ta nhích lại gần tiến bao nhiêu thì cô xích ra bấy nhiêu. Đến khi thấy cô chạm vào góc tường, nhận thấy cơ hội đã đến, lão chồm lấy. Nào im để ta xem, ốm đau thế nào. Cô Út càng giãy giụa, lão càng ôm chặt.
Bỗng cô có cảm giác có gì đang luồn vào trong áo mình. Cô giãy giụa, lão ôm chặt cô. Buông tôi ra, ông làm gì vậy? Buông ra. Bên ngoài ông Hậu và anh Tèo nghe cô hét nóng lòng, nhưng sao đi được khi nòng súng kề đầu. Rồi bất ngờ lão hét lên, mày dám cắn ông mà, bày đâu, hai đứa kia vào đây cho ông. Ông Hậu và anh Tèo được đưa vào buồng, đập vào mắt là đám xa nhân. Cô Út đang ngồi khóc, hàng cúc áo đã bị rượt hết, ngay cả cái quần cũng bị xé rách. Một vài tên xì xào, nhìn đầy đạn thế kia bảo sao cụ không mê chứ. Thấy vợ mình như vậy, anh Tèo không nén được cơn tức, lao vào lão. Ông Hậu lao theo nhưng cả hai chưa chạm thì đoàng. Hai phát súng nổ vang trời, họ nằm bất động. Mỗi người một viên đạn găm vào đầu, máu chảy linh láng. Cô bò tới ôm vào lòng khóc thảm thiết. Tía ơi, mình ơi. Về lão Lý, lão thế vậy chả chút gì sợ mà thích thú. Lão nhìn thân thể cô quần rách áo mất cúc, thì cái thói rầm rề nổi lên, lao vào xé toạc. Sau đó ra lệnh cho đám gia nhân lôi xác ông Hậu và anh Tèo ra ngoài. Mấy thằng bay lôi xác hai đứa nó ra ngoài đóng cửa lại đợi tao. Khi đám gia nhân rút hết và đóng cửa buồng, lão thả cô ra, lấy cây vải áo trói hai tay cô vào thành giường. Cô giả sức chống cự, nhưng làm sao có thể chống lại khi cô là phận nữ chân yếu tay mềm. Cô rên la van xin, cô cười một tràng man dợ nhìn vào mắt lão, nói câu trước cuối cùng trước khi cô cắn lưỡi tự tử. Rồi mày sẽ phải chết. Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Lão đang cao hứng thì chợt nghe cô nói như vậy, cả kinh vội lùi ra. Đến khi định thần thì cô đã chết. Nhìn thấy máu từ tai, mũi, miệng và mắt cô chảy xuống, khuôn mặt trắng hồng thường ngày làm bao chàng trai say đắm bây giờ là màu đỏ của máu. Lão vội tung cửa chạy ra, mặt tái xanh, gọi Tùng lại gần run run. Mày cho chúng nó vứt xác hai đứa kia xuống sông, còn Út nó chết rồi. Tùng nghe xong kêu hai người nữa lôi xác ông Hậu và anh Tèo ra bờ sông vứt xuống nước. Sau đó vội chạy nhà hỏi lão Lý, thế xác con Út thì sao? Thôi kệ nó đi, về nhanh không lũ dân đèn phát hiện chết cả lũ. Lão ta sợ như vậy cũng đúng, bởi có biết bao nhiêu người đã bị lão đánh chết và nhiều cô gái đã chết dưới tay lão. Tuy rằng lão sợ nhưng cái thói ấy không bỏ được. Nhưng căn nhà gần đó nghe tiếng súng và tiếng hét, họ biết chuyện xảy ra. Mãi cho đến khi lão cùng đám gia nhân đi khuất, họ kéo nhau thấy đã không còn ai mới tiến vào. Giữa màn đêm đen tối, một nhóm người hối hả chạy một mạch vào. Đập vào mắt họ là hai hàng máu dài từ buồng trong ra ngoài. Bác Hậu ơi, Tèo ơi, Út ơi. Đáp lại tiếng gọi là sự im lặng của màn đêm. Ánh đèn dầu leo lét tạo nên khung cảnh sầu thảm. Trời ơi, con Út nó chết rồi bà con ơi. Mọi người ùa vào thấy cô Út nằm bất động, không mảnh vải che thân. Máu từ tai, mũi, miệng chảy ra ướt hết. Đặc biệt hơn là máu từ bụng chảy nhiều đến nỗi tạo ra một vũng máu lớn trên nền đất. Thấy cảnh tượng như vậy, những người phụ nữ co mặt lúc đó vội lấy vải lau đi vết máu. Còn những người đàn ông cùng với các bô lão chuẩn bị để ma chay. Trong lúc mọi người phân chia công việc thì nghe tiếng gọi vọng vào, có ai trong đó không? Phụ tôi một tay. Mọi người vội chạy ra thì thấy anh Tuấn hỉ hục kéo xác anh Tèo từ dưới sông. Vài thanh niên lao xuống phụ. Khi lôi được xác anh Tuấn thở gấp. Còn ông Hậu nữa, chúng nó ác quá, giết người còn cột đá vào ném xuống sông. Đám thanh niên lần nữa lặn hụp vớt xác ông Hậu. Sau một hồi đưa được ông lên. Anh Tuấn là một trong những người trải cá đêm. Đêm này trong lúc kéo lưới thấy đám gia nhân của lão vớt xác xuống, nhưng không dám lên tiếng, đợi lão đi khuất mới dám bơi xuống lặn hụp vớt xác. Sáng hôm sau, dân làng mỗi người một tay phụ giúp. Họ đưa tưa tiễn hai cha con ra nghĩa địa rất đông. Nét mặt ai cũng đau buồn thương xót, cùng chung kiếp nghèo hèn. Gia đình ba người nhà ông hiền lành, người dân ai cũng thương mến. Tuy nghèo nhưng sống tình cảm. Đặc biệt hơn, anh Tèo là trẻ mồ côi được ông Hậu nhận làm con nuôi từ khi lên 10 và gả cô Út làm vợ. Cô Út thì mất mẹ từ khi lọt lòng, bây giờ lại bị hãm hiếp đến chết khi có mang. Dường như không chỉ những người dân thương xót mà cả ông trời cũng xót thương cho họ. Khi đưa quan ra đồng thì trời kéo mây đen kín, gió thổi mạnh và đổ cơn mưa lớn làm công việc đưa quan trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng như vậy không làm trùng bước những người nông dân nặng tình nghĩa. Họ vẫn quyết định đưa bằng được xác cha con ông ra nghĩa địa đúng giờ. Mãi cho đến khi ra huyệt mộ thì 8 người trong mỗi quan tài đều không thể nào nhấc lên. Lúc này thầy ba đang làm lễ nghe tiếng họ hét, thì ông quay lại đập vào mắt là ba cái quan tài trở nên nặng nhọc.
Thấy thầy ba quay lại, anh Tuấn lên tiếng: "Thầy ơi, thầy xem sao chứ, lúc trời mưa sình lầy vẫn khiêng đi được, mà bây giờ lại không thể nhấc nổi. Thôi mấy đứa ra kia nghỉ, lát nữa tao gọi vào." Nói rồi thầy dán bùa vàng vẽ chi chít dòng chữ lạ lên đầu ba cái quan tài, sau đó đốt ba cây nhang cắm vào, đốt thêm một cây nữa cầm trên tay tiến đến đứng trước từng cái quan tài. Thầy tay trái cầm nhang, tay phải kết ấn đọc lâm sâm những tiếng, những người xung quanh không hiểu. Một lúc sau, thầy lui lại đứng trước quan tài, cô út nói: "Thôi thì chuyện đã lỡ, bây đừng oán hận làm chi. Đi theo tía với chồng bây xuống đó mà báo cáo lại với Diêm Vương. Còn lão Lý hắn làm việc ác, sẽ có ngày gặp quả báo. Giờ ta đốt cho mỗi người một tờ thông hành. Đi theo nó mà xuống, đừng làm khó bà con. Mọi người ai cũng thương xót cho bây, tía bây và thằng Tèo nữa. Để họ góp chút công sức, thì cho chót đi, đừng vương vấn nữa có được không? Ta biết rồi, lát ta nói lại. Xuống đó tu tập, rồi chuyển kiếp đầu thai. Thôi đến giờ rồi đi kẻo muộn nhé." Nói xong thầy đốt ba lá bùa, kêu đám thanh niên vào. Xong rồi đấy, giờ mỗi quan bốn đứa vào nhấc lên nhẹ tênh. Đúng như lời thầy, mỗi quan bốn người nhấc nhẹ. Sau khi đã chôn cất, thầy ba không quên truyền đạt lời cảm ơn của cha con cô tới mọi người. Thầy ba nói thêm rằng: "Tôi năm nay đã ngoài 80, sang năm giỗ đầu của họ cũng là ngày mất của tôi. Nhưng mà bà con nên nhớ, sau khi tôi mất đúng 49 ngày, nên nhớ kỹ là đúng 49 ngày làng ta sẽ có một người lái đò mới. Và lão Lý trưởng kia sẽ nhận quả báo đầu tiên cho những việc gian ác của lão. Vậy nên bà con phải nhang khói đều đặn mỗi ngày cho cha con họ từ hôm nay, cho đến khi người lái đò kia xuất hiện. Bến đò kể từ đó hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến bụng người lớn. Thế nhưng căn nhà mái lá đơn sơ vẫn được tu sửa và nhang khói. Sau vụ cô út thì lão Lý giảm bớt cái thú vui hãm hiếp, nhưng những việc tàn ác của lão không hề suy giảm. Lão giả sức bóc lột tăng thuế ruộng đất, không những thế còn cướp đất của dân một cách trắng trợn, dồn ép người dân vào đường cùng, buộc phải thuê ruộng đất của lão để cày cấy và nộp thuế. Một năm sau đó, trước ngày giỗ đầu của cha con ông Hậu 3 ngày, thầy ba mời bà con trong làng tập trung lại nhà ông để ông dặn dò những việc cần làm và nên tránh trước khi ông mất. Sau đó một ngày thì thầy mất. Trước sự việc kỳ lạ, hàng đêm những người trải lưới thả cả đêm như anh Tuấn thường nghe tiếng hát à ơi, với âm điệu vang vọng xa xăm. Có lúc lại nghe ai đó đang cười rồi khóc, đôi khi lại hát: "Mau trở lại ra đàng, cho én nhạc hiệp đôi", trong căn nhà của ông Hậu vào lúc 2 giờ sáng. Âm điệu xa xăm, không biết bao lần, làm cho những người trải lưới phải bỏ về nhà. Nhưng vì đã được thầy báo trước, nên họ đã quen. Đêm thứ hai sau khi thầy mất, thì từ trong làng ra ngoài sông, trời vừa chập choạng đã không một người đi lại ngoài đường. Vì thầy đã dặn trước, và đêm trước ngày giỗ đầu của cô út một ngày thì không ai được ra ngoài, nên vừa chập choạng tối nhà nhà đóng cửa, tắt đèn. Chẳng may sao đêm đó lão Lý đưa quân đi tuần, lần này lão dắt theo cả một tiểu đội lính tày xài, trang bị đầy đủ súng từ cho đến lựu đạn. Trước là lão muốn ra oai, muốn cho thằng Phong, con trai cưng của lão, đi thị sát. Phong là con trai út làm việc cho chính quyền Pháp tại Sài Gòn, vừa mới nhận chức tỉnh trưởng. Khi đoàn người của lão đi đến đoạn đường dẫn ra bến đò, thì bất ngờ bọn lính kia xì xào bàn tán về một cô gái đi trước, với cái thói rầm rề. Khi thấy cái dáng đi uyển chuyển của một cô gái có thân hình đầy đặn, thì máu dê của lão lại nổi lên. Ngay lập tức lão ghé sát vào tai Phong: "Để ta cho thiếu tướng của ta xem ta bắt cô gái kia thế nào nhé." Nói rồi lão quay sang đám lính ra lệnh: "Tụi bay, mau bao vây nó lại cho tao." Khi đã bao vây được, lão Lý cùng con trai đến xem cô gái đó là ai. Thì lão sửng sốt khi cô gái có khuôn mặt y như cô út. Nhưng có điều cô gái làm cho lão u mê, khi lại biết cách nịnh hót quan lớn như vớ phải miếng mồi, lão không ngần ngại dụ dỗ. Tất nhiên cô gái đồng ý hầu hạ lão cùng cậu con trai. Sau một hồi, lão quyết định đưa cô gái ra căn nhà của ông Hậu để hành sự. Vừa đặt chân đến lối vào nhà, bất ngờ trời nổi gió to, kèm theo câu nói và tiếng cười cô út năm xưa: "Rồi mày sẽ phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết." Lão nghe xong tái mặt khi cô gái hóa thành hình dáng cô út lúc chết. Chỉ trong nháy mắt cô đã biến mất. Lão quay sang Phong cả kinh hơn, khi phì Phong là cô út: bắn nó, tụi bay bắn chết nó cho tao." Đám lính hoảng sợ khi nghe chàng cười, lập tức một loạt tiếng súng vang lên. Những nòng súng đều nhắm vào người Phong mà nhã đạn.
Lão Lý chỉ kịp nghe con trai hét lên một tiếng rồi im bặt. Phong, con ơi là con, là ta đã hại chết con, là ta đã hại chết con rồi Phong ơi. Lão ta khóc lóc thảm thiết khi nghe Phong á lên một tiếng rồi gục xuống. Nhìn thấy máu từ vết đạn trên người Phong chảy ướt cả quần áo phục, lão biết con lão đã chết. Lão ra lệnh cho đám lính mang xác về. Khi lão vừa quay lưng thì sau lưng xuất hiện bóng người. Người đó chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng dáng lão thở dài. Ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chỉ tiếc ta đã đến chậm, sư bá cũng đã mất. Không biết rồi còn có chuyện gì nữa đây. Sáng sớm hôm sau, những người sống gần bến đò tập trung lại nhà ông Hậu. Mặt trời vừa ló dạng là mọi người đã tập trung để chuẩn bị các thứ cần thiết cho giỗ đầu của cha con ông. Đám thanh niên chia nhau dọn cỏ dại quanh, đàn bà phụ nữ chuẩn bị mâm cỗ, tiếng cười rôm rả bàn tán. Anh tôi phụ trách việc mần thịt trong bếp, các bà nghe chỉ bàn tán lên tiếng hỏi. Tiếng súng lúc tối là của bọn lính trên tỉnh đấy ạ. Chúng bắn thằng Phong còn chạy lão Lý. Ờ cái thằng kia, mày cẩn thận cái mồm đấy, không biết thì đừng có nói linh tinh. Bà Hoa nghe anh Tuấn nói vậy chen vào. Con không sợ đâu, sáng nay con mang cá đến nhà lão, bọn người làm mách đấy. Hơn nữa lão đang chuẩn bị đám ma cho thằng Phong thì làm sao mà nói bậy được. Xì xào một hồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mâm cỗ được dâng lên chỉ chờ thắp hương là hoàn tất. Trong khi mọi người tập trung hết trong nhà thì anh Tuấn từ bờ sông hớt hải. Ma, có ma bà con ơi, có ma. Tiếng lạc của anh Tuấn, mọi người vội vàng chạy ra. Thấy mọi người, anh dừng lại hổn hển. Nó ở ngoài sông kia kìa. Mày sao thế? Làm gì có ma giữa ban ngày? Có thật, mọi người không tin thì ra đó, có cái xuồng nó tự khua trèo. Bây giờ ai không tin thì đi theo tôi mà xem. Anh Tuấn nói xong thì quay lưng đi trước. Mọi người không tin nhưng vì tò mò nên đi theo. Ra tới bờ sông, ai nấy đều cả kinh khi thứ họ thấy không chỉ là một cái xuồng tự bơi. Nếu nó như tự trôi thì không lý nào hai cái dầm trèo lại đạp nước được. Mà đằng này nó trôi như có ai đó cầm hai cái dầm mà lái cho nó đi ngang sông, không bị lệch hướng. Nhìn cảnh tượng ấy, không có người ngồi mà tự trèo, nhưng người có mặt không ai bảo ai bỏ chạy hết. Khi tất cả đã vào hết mới nhớ là đang làm dỗ. Nhìn lại bàn cúng thấy ba que nhang đã được cắm, bên dưới lư hương để lại tờ giấy gọn gàng. Bà Hoa cẩn trọng chắp tay ba xá lấy tờ giấy đưa cho anh Tuấn. Bây xem trong ấy viết cái gì. Anh Tuấn đón lấy tờ giấy bỗng giật mình. Bà Hoa cùng mọi người ai nấy hốt hoảng khi tờ giấy lúc đầu màu trắng mà bây giờ lại chuyển thành một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ như máu. Bà Hoa là người lớn tuổi, là em gái thầy ba. Tuy bà không biết đạo thuật nhưng thấy tờ giấy đổi màu nhặt lên thì bày đọc to cho mọi người nghe. Không có gì phải sợ hết. Giết người đền tội, xác chết trôi sông, ứng nghiệm 10 năm xuồng không người chống, nữ lý đầu lòng đến ngày tử thủy, mộ đất chính tây bến xưa đổi chủ, tránh tà tranh đấu. Bà Hoa nghe anh Tuấn đọc cầm tờ giấy thở dài, đã đến lúc rồi. Sau đó bà cẩn thận đặt tờ giấy cạnh bát hương, rồi quay lưng ra về không nói thêm một câu. Mọi người còn đang mơ màng không hiểu thì một tiếng người lên tiếng. Mọi người ơi, tờ giấy có thềm chữ này. Mọi người túm lại thấy phần màu vàng xuất hiện dòng chữ ngoằn ngoèo. Sau đó nó tự bốc cháy, ngọn lửa không nóng nhưng có màu xanh hòa đỏ vàng. Chỉ trong nháy mắt tờ giấy cháy đen. Dù đã bốc cháy nhưng tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ thay đổi màu sắc từ đỏ vàng sang màu đen. Một vài người tìm mò, chạm vào thế nào. Nhưng vừa đưa tay thì tờ giấy đã bay lơ lửng lượn vòng quanh bát hương rồi lao vút ra cửa. Làm cho những người có mặt một phen khiếp vía. Nhưng tính tò mò thôi thúc họ chạy theo. Họ chạy theo tờ giấy ra tới bến neo xuồng thì hốt hoảng. Vài người nằm ngất xỉu khi thấy tờ giấy nằm cạnh xác thằng Phong. Trên người có vô số vết thương do trúng đạn. Ngực trái bị thủng một lỗ bằng bàn tay lòi quả tim. Không ai dám lại gần cây xác. Họ cứ đứng như thế mà nhìn. Bởi lẽ họ không dám đến gần vì họ sợ. Sợ cái oai và sự tàn độc của lão Lý. Họ còn đang hoang mang không biết làm gì với nó. Thì chợt nghe tiếng lão trưởng đang quát tháo đám giả nhân. Chúng mày nhanh nhanh cái chân. Ông nuôi tốn cơm tốn gạo mà chúng mày lề mề thế à? Vừa nhìn thấy lão không ai bảo ai, tất cả né ra một bên tránh đường. Bọn giả nhân tay lăm lăm cầy súng, chạy trước đứng bao quanh. Theo lão Lý là một người đàn ông nhìn nét mặt dữ tợn. Thoạt nhìn không có điểm gì giống người Việt. Bởi vì hắn ta vận đạo bào vàng, trước ngực có hình bát quái. Chính giữa là thái cực đồ.
trên vai đeo túi vải nhìn giống thầy Pháp của Trung Quốc. Mọi người tò mò xì xào bàn tán về hắn ta. Bởi lẽ lão Lý từ trước đến nay làm việc cho chính quyền Pháp và lại không tin ma quỷ, nhất là Pháp sư. Lão Lý nhìn thấy xác con trai nằm dưới đất vui mừng quay sang tên đạo sĩ. May quá, cũng may nhờ có ông chứ nếu không thì tôi không biết phải làm sao. Ta đã nói với ông mà ông không tin. Quách Thành này chỉ cần đưa tay bấm độn là biết ở đâu. Bây giờ ông đã tin chưa? Ấy ấy ông đừng nói vậy. Thôi thì ông đã giúp thì giúp trò chót. Ông muốn bao tiền tôi cũng chịu. Miễn sao giúp tôi thăng quan tỉnh trưởng là được. Ông muốn bao nhiêu cũng được hết. Nghe lão lý trưởng nói thế, thì tên đạo sĩ Quách Thành mừng ra mặt chỉ tay về cây xác mà nói. Nếu như tòa đoán không lầm, thì bên dưới lớp đất chỗ cậu nhà nằm là một ngôi mộ. Có đúng vậy không? Lão đang vui vẻ nghe xong nét mặt tối sầm, nhăn mặt vỗ tay lên trán làm điệu bộ suy nghĩ. Thế thế Quách Thành nói tiếp. Nếu ông Lý đây không nhớ thì để tôi hỏi bà con. Hắn bước nhanh ra khỏi vòng vây, đi một vòng xung quanh. Xem ra tôi thấy bà con cũng tò mò về ngôi mộ. Thôi thì để tôi nói luôn, đó là mộ của cậu con trai quý tử của ông đấy, ông Lý trưởng ạ. Lão Lý nghe xong ngạc nhiên trố mắt. Cái gì? Là thế nào? Mộ của con trai tôi? Con trai đã chết từ tối, vậy mà bây giờ tự xưng nằm đây. Theo tôi thấy thì chôn ngay tại đây là thích hợp nhất. Thế đất ở đây rất tốt, tụ họp đủ sông núi. Hướng chính tây là núi, chính bắc là sông, chôn ở đây là thích hợp. Lại gần nơi con trai ông bị bắn chết. Như thế là đúng ý ông. Thế bây giờ thế nào? Ông có muốn giàu, có muốn thăng chức hay là không? Nghe nhắc đến, lão Lý không ngần ngại gật đầu. Lão Thành thấy vậy vui mừng, bởi chính hắn là người trộm xác mang ra bến đỏ. Trước đó hắn đã cho âm binh của mình đi tìm bắt hồn của thằng Phong. Khi hắn được âm binh báo lại thằng Phong đã bị bắn chết gần bến đỏ, nên đã âm thầm trộm xác, mời hắn về làm ma. Nhân lúc không ai để ý, hắn dùng mê hồn dược làm mọi người có mặt trong nhà lão Lý u mê. Sau đó mang xác thằng Phong ra đây, hắn moi tim thằng Phong cho ngải ăn, rồi bỏ quả tim heo vào thay thế. Lão Lý vì mong muốn được ngồi lên cái ghế tỉnh trưởng mà không biết là đang trở thành con rối của Quách Thành. Trong lúc lão Lý dùng Quách Thành đang nói chuyện, thì bên ngoài vòng vây của đám gia nhân lăm lăm cầy súng là những lời xì xào to nhỏ. Có người nói bên dưới xác của thằng Phong quả thật có ngôi mộ. Mãi cho đến khi bà Hoa xuất hiện, bà mới nói cho mọi người một sự thật khủng khiếp. Tất cả im lặng, nghe tôi nói đây. Tôi có nói xong thì ai về nhà nấy, không được ở lại đây. Còn ai không muốn sống thì cứ việc ở mà xem. Đừng trách sao bà già này không báo trước. Chỗ đó là mộ của con Lan, vợ của ông Hậu. 10 năm trước bị lão Lý trưởng hãm hiếp đến chết đấy. Năm đó ông bà có trấn yểm xung quanh mộ. Bất kỳ ai quật mộ lên đều phải chết. Bà Hoa vừa nói vừa ức nghẹn hộc máu khụy xuống đất chết. Lão Lý thấy vậy liền quát. Chúng mày không mau lôi xác con mụ già này về nhanh lên, còn đứng ngây ra đấy. Mọi người nhanh chóng đưa xác bà về nhà lo ma chay. Thế mọi người đã đi hết, Quách Thành nói lão Lý. Ông mau cho người đào huyệt chôn cất con trai ông đi. Để qua giờ tốt thì ông không ngồi được cái ghế tỉnh trưởng đâu. Nghe nhắc đến, lão Lý ra lệnh cho đám gia nhân đi lấy xẻng đào huyệt. Sau một hồi đào bới, cuối cùng cái huyệt cũng gần xong. Nhưng đào thêm một lúc, bỗng thằng Tùng nằm lăn ra dãy đành đạch tắc thở. Quách Thành thấy vậy nhảy xuống huyệt. Nhưng khi vừa nhảy xuống leo lên hoảng hốt. Không, không thể nào như vậy được. Lão Lý không hiểu thì thấy Quách Thành lấy trong túi vải một lá bùa vàng, cắn ngón tay cho chảy máu vẽ lên đường ngoằn ngoèo, ném xuống cái huyệt. Lá bùa chạm xuống bốc cháy lập tức. Cái xác thằng Tùng giật giật rồi từ từ đứng dậy. Đám gia nhân nhìn thấy thằng Tùng vừa mới tắt thở, bây giờ đứng dậy hai hốc mắt không ngừng chảy máu thì hoảng sợ, leo lên nấp sau lưng Quách Thành run bần bật. Thằng Tùng nhìn Quách Thành nhìn sang lão Lý nở nụ cười quái dị. Chào cụ Lý, lâu rồi không gặp. Lão bây giờ run run vội cầm súng lên đạn định bắn thì Quách Thành ngăn lại. Chạy mau, nó bị quỷ nhập xác rồi. Nói rồi Quách Thành kéo lão Lý chạy một mạch về, để lại xác thằng Phong và Tùng ngoài bến đỏ. Về đến nhà, Quách Thành cho người dán bùa khắp nơi. Lão Lý hoảng sợ run lên bần bật. Sau khi đã dán bùa khắp nơi, Quách Thành thở vào nhẹ nhõm. Hắn tin chắc là những lá bùa của hắn sẽ ngăn cản được vong quỷ. Vì hắn biết rõ một khi đã gặp quỷ thì chắc chắn nó sẽ không buông tha. Bởi hắn biết với đạo hạnh của hắn không thể đối phó được. Nhưng vì để lấy được tiền của lão gia, hắn đành giả vờ ra oai.
Ông cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ, mọi việc cứ để tôi lo. Đêm nay nhất định tiêu diệt nó, chắc chắn đêm nay nó sẽ không dám đến đây. Ông cứ yên giấc mà ngủ. Quả nhiên hôm đó không có chuyện gì. Lão Lý ngủ một mạch, nhưng khi vừa thức giấc đã nghe người làm báo Quách Thành đã chết, cứng ngoài bến đỏ. Lão vội ra xem thấy Quách Thành chết quỳ trước huyệt mộ, tay chân đứt rời lìa khỏi đầu. Bên cạnh là xác thằng Phong và thằng Pùng, đều khiến cho lão bất ngờ là dòng chữ ngoằn ngoèo trên mặt đất: xuồng không người lái, nữ lý đầu lòng đến ngày tử thủy. Đọc xong dòng chữ, lão quay sang nói với đám xà nhân: mấy thằng mày cho hết mấy cái xuồng huyệt lấp lại, mà nhớ là lấp bằng phẳng với mặt đất, nghe chưa? Nói xong lão nhổ bãi nước bọt lên đầu Quách Thành hừ một tiếng: ta còn tưởng là cao nhân trừ yêu diệt ma, hóa ra chỉ là đồ dởm, cuối cùng đến chết cũng bị chặt đầu, còn giả thân giả quỷ dọa ông. Cũng may là chưa đưa cho nó đồng nào, chứ không có trời mới biết được nó làm những gì. Là cứ nghĩ là Quách Thành lừa gạt, không hề biết rằng Quách Thành vì muốn lấy tiền của lão mà chết thảm như vậy. Quay trở lại đêm đó, Quách Thành linh cảm sẽ khó lòng mà đối phó nổi. Vì lúc thằng Tùng chết, hắn nhảy xuống huyệt để xem thì vội nhảy lên, cảm nhận luồng âm khí rất mạnh. Loại âm khí không giống các vong bình thường, đó là một vong quỷ. Chỉ vì bị ai đó phong ấn nên không thoát được. Bây giờ hắn phạm phải sai lầm khi động đến vô tình giải thoát. Thêm nữa hắn còn dùng máu mình vẽ bùa, cho nên biết chắc nó sẽ trả thù. Tối đó sau khi dán hết bùa, tạo thêm một vòng kết giới để phong vong quỷ đến hại người. Sau khi hắn bắt đầu lên kế hoạch, thay vì ngồi đợi thì quyết định tìm nó, dùng mê hồn dược làm cho gia nhân lão ngủ say lặng lẽ ra bến đỏ. Thầm nghĩ chỉ cần thu phục được vong này, cùng với âm xương quỷ tướng của hắn thì không ai có thể đấu lại. Ra tới đó bắt đầu cảm nhận âm khí mạnh, nhận thấy được nguy hiểm, hắn nhanh chóng tạo ra kết giới. Sau đó tạo trận đồ bát quái, bên trong là thái cực đồ, bên trong đó là hai hình nhân bằng đồng, một đen một trắng tượng trưng cho âm dương. Sau khi đã tạo xong trận pháp, ngồi vào giữa thái cực đồ kết ấn niệm chú triệu hồi vong quỷ. Thiên hương nhiễu tam phẩm, thủ hòa thiên kiến binh, địa kiến binh, hỏa xa binh, sa ma tổ tử binh, kỳ ngưu đập tượng binh, kình thủ kỳ đá tán binh, thiên thiên hùng binh, vạn vạn hùng binh, mườn mán cao cao binh, man mọi sơn binh, hà bá ngũ binh, thủy giới thủy binh, quan âm hòa tương nam hải liên thành, thần tượng tại phổ đà sơn triệu. Niệm quan ân niệm, niệm tung niệm khởi, niệm Phật bất ly tâm, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất tiết ly thân, nhất tiết tai ương hóa vị trần, động đáo linh phủ, cấp cấp y như luật lệnh sắc, sắc chỉ lệnh truyền cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức từ hai hình nhân hóa ra hai vong quỷ đứng bên cạnh, sau đó kết ấn niệm chú ẩn thân chờ đợi. Đông phương đại kim đính tự tại luân, thiên đinh lực sĩ mộc trà sắc, chi hoán nam hỏa trung thổ, tây kim bắc thủy dai như dụng thử. Nhưng hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện người đeo mặt nạ trắng, bên cạnh là một quỷ nữ đứng ngoài kết giới theo dõi. Khi hắn vừa dứt câu thì thoáng dùng mình bởi chàng cười ma mị, sau đó là giọng nói vang vọng: chỉ đọc được chút đạo thuật mà dám đến đây lập pháp, để quỷ nương ta đầy giảng dạy cho người rõ. Phép này dùng chu sa vẽ ấn lôi công ở trước đèn nhang, niệm ngũ phương thần chú 5 lượt rồi mang ấn dán lên trước ngực, lập tức sẽ có linh nghiệm. Nếu muốn dùng phép ẩn thân để lấy trộm đồ người khác thì phép sẽ không có tác dụng. Đằng này ngươi chỉ biết niệm chú như thế thôi thì ta không hiểu nổi sư phụ ngươi đã dạy ngươi những gì. Hắn nghe xong tức giận chỉ về quỷ nương: ngươi là ai? Có sự gì chỉ trích ta? Có giỏi thì đấu phép một trận để xem ngươi có dám chỉ trích ta nữa không. Nghe hắn nói xong thì quỷ nương phá lên cười, sau đó nhìn hắn: ngươi đã nói vậy thì để ta xem tài phép của ngươi đến đâu. Dù gì thì ngươi cũng đã cất công đến đây, thì để ta cho ngươi được toại nguyện. Ta chính là người mà giới pháp sư các người luôn nghĩ là đã chết, quỷ nương. Quỷ nương? Không phải 20 năm trước đã chết vì đập trung ngài, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Quách Thành nghe quỷ nương nói xong thì ngạc nhiên lắp bắp. Quỷ nương thấy hắn ngạc nhiên thì ôm bụng cười ha hả nhìn hắn nói: xem ra người cũng không biết gì nhiều về ta, thôi thì để ta cho người sáng tỏ vậy. Dứt lời, quỷ nương tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Sau đó rút từ ống tay áo lá bùa đưa trước mặt Quách Thành. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy hóa thành một đốm lửa xanh lơ lửng. Lúc bây giờ hắn mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc. Ánh sáng tuy không tỏ nhưng đủ để hắn nhìn thấy trước mặt là một cô gái xinh đẹp,
mặc bộ đồ y phục cổ trang, tôn lên vẻ đẹp với dáng người uyển chuyển. Quả thật giống với lời đồn đại, họ nói quỷ nương là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng luôn đeo một cái mặt nạ trắng. Tuy tuổi trẻ, nhưng lại tinh thông đạo thuật, khả năng bẩm sinh có thể sai khiến vong quỷ. Âm binh đối phương, bên cạnh luôn có một quỷ nữ, và khi mỗi quỷ nương tháo mặt ra cho đối phương nhìn thấy gương mặt, thì chắc chắn người đó sẽ chết. Vì vậy, trong giới pháp sư tu luyện với mục đích trục lợi rất sợ gặp phải quỷ nương, nhưng từ 20 năm trước họ đã không nghe đến sự tồn tại nữa. Từ đó họ lan truyền tin quỷ nương đã chết vì chúng trùng độc, mà bây giờ hắn lại gặp nếu là quỷ nương thật thì hắn chết chắc. Sợ rồi sao? Nếu ngươi sợ thì van xin ta tha cho, đừng nhiều lời, để ta xem ngươi là quỷ nương thật hay giả. Không chần chừ, hắn chích máu ngón tay nhỏ lên hình nhân đồng kết ấn niệm chú. Ngô phụng thiền pháp hạ trợ ngô thân, tá ngô giả rũ nữ, giả nữ bất chính quỷ hóa thần. Cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức hai vòng quỷ tướng của hắn tên cầm đao, tên cầm thương lao nhanh về phía quỷ nương. Chỉ trong nháy mắt hai vong quỷ của hắn đã bị đánh văng ra sau lưng. Hai hình nhân đồng bên trong bất ngờ vỡ vụn, không dừng lại. Hắn tiếp tục ấn niệm chú. Âm binh tướng sĩ xoáy vong tử trận nghe lệnh của ta hiện thân ứng chiến, cấp cấp. Lập tức những hình nhân rơm rung lắc dữ dội. Hiện ra vong hồn tướng sĩ mặc sa phục vây quanh. Quỷ nương hừ một tiếng. Khá lắm, vậy thì để ta cho người biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, quỷ nương kết ấn rút từ ống tay áo một sấp bùa đen ném lên trời. Xoáy vòng tử sĩ âm dương quỷ tướng, theo lệnh của ta trảm nhân đạo sĩ. Quách Thành chưa kịp ra tay thì đã bị vô số nhát đao của xoáy vòng chém vào. Sau là những nhát chém của âm dương quỷ tướng, chỉ trong nháy mắt hai cánh tay đứt lìa, sau đó là bàn chân, sau cùng là đầu. Quỷ nương lại đọc thêm tràng chú ngữ. Từ đâu xuất hiện con chó trắng mũi đỏ chạy ra thà xác và tay chân của hắn. Đặt cạnh xác của Phong và Tùng thì trời gần sáng. Quỷ nương móc ra sấp bùa màu đỏ niệm chú ngữ. Lập tức những vong quỷ hóa thành một làn khói chui vào trong sấp bùa. Bây giờ gió thổi mạnh, cát bụi mịt mù bay hết những thứ Quách Thành dùng tạo kết giới. Ngà vừa gáy sáng thì quỷ nương biến mất. Còn về vong hồn nhập vào xác thằng Tùng cũng được quỷ nương đưa về âm ti chịu tội. Mà vong hồn đó là cô Lan, vợ ông Hậu. Khi xưa bị lão Lý cùng bọn lính Pháp thay nhau hãm hiếp, vì thương xót vợ nên ông đã âm thầm nhờ thầy ba chôn cất tại bến neo xuồng. Kể từ hôm đó mọi thứ vẫn bình thường cho đến một ngày. Đó là vào một ngày trăng rằm tháng 7, người ta thấy cô gái hớt hải chạy trên đường đuổi theo sau, là bốn tên lính Pháp cầm súng đuổi theo cô. Nhưng căn nhà nhỏ nằm trên đoạn đường đều nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng không ai dám cứu, vì họ nghĩ một khi đã có lính Pháp thì chắc chắn là có lão Lý. Mà có lão thì họ càng không dám, bởi vì ai cũng biết lão độc ác, lỡ đắc tội thì chỉ có đường chết. Mà nếu như không có lão mà họ ra cứu, chả may bọn lính kia nó rỉa cho vài phát đạn thì cũng chết, nên không ai dám ra. Cứ thế cô gái chạy từ đầu làng đến cuối làng, chạy đến khi cô dừng chân đã thấy mình đang ở bến neo xuồng. Bọn lính Pháp cũng không vừa, chúng đuổi theo cô ra tới bến đò. Thấy cô đứng trên bến neo xuồng lập tức bao vây, bị dồn vào đường cùng, cô quỳ xuống nức nở. Tôi xin các anh muốn bao nhiêu tiền cũng cho, muốn bao nhiêu cô gái cũng có. Một bọn lính biết chút tiếng Việt lên tiếng, bọn ta không muốn tiền, bọn ta chỉ muốn mày. Ở đây có bốn người, mày chọn ai, ai sẽ vào trước. Lần lượt từng tên chúng cởi áo bước lên. Thấy vậy cô lùi bước, dần theo những bước tới của chúng, cho đến khi không còn chỗ thì chúng dừng lại. Nào ngoan ngoãn đi, đảm bảo mày sẽ thích. Một tên bước tới định ôm lấy nhưng cô đã tính trước. Chỉ cần chúng bước tới cô nhảy xuống, dù bị chết đuối còn hơn sống nhục. Khi hắn vừa chạm vào tay cô nhảy xuống, thế nhưng người tính không bằng trời tính. Bốn tên kia là lính thủy đánh bộ, nên vừa thấy cô nhảy xuống lập tức chúng lao theo. Chỉ trong chốc lát, chúng đã lôi cô lên bờ. Cô vùng vẫy là hét, chúng mày thả tao ra, thả tao ra. Bốn tên lính Pháp ghì chặt cô xuống đất. Bờ sông cao so với mặt nước chủ yếu là đất nhiều hơn cát. Cô vùng vẫy la hét khản tiếng, mặc sức cô la hét van xin. Chúng tháo từng cái cúc áo rồi đến quần cô mân mê từ từ. Tiếng la hét sau một hồi vùng vẫy dường như đuối sức. Cô mặc xác cho chúng, có lẽ chúng đã lường trước cô sẽ cắn lưỡi tự tử.
nên lấy áo nhét vào mồm. Để cô không la hét, sao là để cô không tự tử? Nhưng không, cô không hề có ý định đó. Trong đầu cô lên kế hoạch trả thù. Cô suy nghĩ làm sao để trả thù, phải làm sao cho chúng sống không bằng chết, làm cho chúng không còn khả năng để làm nhục cô gái khác. Cô chiều theo ý chúng, rồi dù gì chúng cũng đã xâm hại cô. Cái quý giá nhất đã bị chúng cướp mất. Bây giờ tâm trí chỉ còn căm thù, thì cô bắt đầu những hành động ân ái. Bọn chúng thấy vậy buông cô ra không giữ chặt. Cô lấy cái áo ra khỏi miệng rồi nói, mấy anh làm gì mà nặng tay với người ta, dù gì cũng là phận đàn bà. Tại cô em phản kháng cho nên bọn anh mới vậy, chứ ngoan ngoãn có phải tốt hơn không? Thì bây giờ em đã là của các anh, để em phục vụ nhé. Bốn tên lính vui mừng ôm chầm lấy cô mân mê. Nhân lúc chúng còn đang say mê lượn lờ, cô lén lấy trộm hai con dao găm, cẩn thận giấu vào trong, sau đó đẩy từng tên ra, từ từ. Thì chả phải em đã đồng ý rồi? Thì em chiều, nhưng mà phải từ từ. Bây giờ từng người một đi theo em vào trong, khi nào em gọi thì người tiếp theo mới được vào. Nói xong cô đứng dậy, không quên lén cầm theo hai con dao găm. Bốn tên lính phân chia thứ tự, nhưng chúng không hề nghĩ cô đã có âm mưu. Tên đầu tiên vào, cô đã lao vào ôm chầm. Cô làm cho hắn đê mê nhân lúc hắn không để ý. Lấy con dao, cô đâm hết sức vào lưng, sau đó thì cắt luôn của hắn, nhanh chóng xé vải áo nhét vào mồm trói hắn lại. Sau đó gọi tên thứ hai, lần lượt như thế thì liền bị cô đâm liên tiếp. Đến tên cuối cùng lại đâm trượt. Lúc hắn vào, cô sơ ý để hắn thấy cô cầm con dao, nên bị hắn đánh tới tấp. Cô vùng vẫy, bốn tên lính dù bị thương nhưng đuổi theo. Khi cô chạy tới bến neo xuồng té lăn, trong lúc cô xây sát với tên lính cuối đã bị hắn đâm một nhát. Cô lồm cồm bò dậy chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống sông. Bốn tên lính sau đó gục chết vì mất máu. Sáng hôm sau những người trai cá đêm về tới bến neo xuồng tá hỏa phát hiện năm xác chết. Trên người đầy vết thương, đó là xác của bốn tên lính Pháp. Cả bốn tên bị đâm nhiều nhát, trong đó ba tên bị ai đó cắt mất cái ấy, còn xác cô gái thì ở lại dưới sông. Họ lôi xác lên thấy trên người có vài vết dao đâm, không những thế còn vài vết đạn, tất cả trong tình trạng không quần áo, trên người đầy thương tích. Họ hô hò những người ở bến đò kéo nhau, nhận ra chính là Lý Ngọc Lan, con gái của lão Lý trưởng, bị bắn rơi xuống sông, nhưng lại không bị nước cuốn trôi, mà ở yên trên mặt nước dưới bến neo xuồng. Lúc phát hiện thì thấy cô đã chết, nhưng tay còn bám chặt vào một cây cột sùm neo xuồng. Lão Lý đang ngồi uống trà thì nghe có người gọi ngoài cổng. Cụ Lý ơi, có chuyện lớn rồi. Mày cứ làm việc đi, để tao ra xem cái đứa nào cả gan sáng sớm đã gọi cổng nhà ông. Một anh người làm vội vã chạy vào để báo với lão. Nghe lão quát thì chạy ra làm việc. Cái thằng kia, mày là đứa nào mà tới sáng ra đã tới nhà ông kêu ôm sồm vậy? Mày muốn ông cho người đánh chết mày phải không? Dạ bẩm cụ, con tên Tuấn nhà gần bến đò, thường ngày vẫn hay mang cá đến nhà cụ đây ạ. Tao nhớ rồi, cả tháng nay mày không mang đến, tao cũng quên béng là mày là thằng nào. Có chuyện gì mà sáng sớm gọi tao vậy hả? Dạ con đến báo cho cụ biết, cô Ngọc Lan con gái cụ chết rồi. Nghe nhắc đến mặt lão biến sắc hốt hoảng. Mày nói cái gì? Có thật không? Đúng ạ. Đi, dẫn tao ra đó nhanh lên. Ra tới bến đò mọi người tập trung rất đông. Họ đứng vây quanh nằm cây xác. Thấy lão hớt hải chạy tới, họ né đường. Vừa thấy con gái nằm bất động, được mọi người lấy quần áo bốn tên lính phủ lên, chỉ còn để mỗi cái đầu. Lão chạy tới mà khóc lóc thảm thiết. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Lão khóc lóc một hồi thì đám gia nhân đã được gọi người gọi đến. Lão cho người đưa xác con gái về chôn cất, còn xác bốn tên lính thì vứt hết xuống sông. Đợi đám người của lão đi khuất thì mọi người mới dám lội xuống vớt lên, chôn ngay tại đó. Về phần lão, chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi hai người con. Lão trở lên trầm tính và cáu gắt, và lão bắt đầu tin tâm linh. Lão cho người đi tìm thầy Pháp trấn yểm. Lão ra bến đò làm lễ, nhưng khi vừa ra thì lão thầy Pháp mời về đã vội vã quay lưng. Hết lần này, lão mời rất nhiều thầy, nhưng cứ ra tới bến đò không bỏ chạy thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Lão quyết định đích thân đi tìm, để mời cho người về giúp lão, bởi từ sau cái chết của Ngọc Lan, không đêm nào lão ngủ ngon giấc, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị cha con ông Hậu tìm lão, rồi những người bị lão cho người đánh đến chết. Cả những thầy Pháp, lão mời về nhưng chưa đánh đã chết bất đắc kỳ tử. Và làm lão sợ nhất,
Đó là những cô gái lão đã hãm hiếp. Lão mơ thấy tất cả người đó về tìm lão. Và khi còn nghe người gọi tên lão mỗi đêm, tâm lý trở nên hoảng loạn. Ngày qua ngày sống trong đau khổ, lo sợ. Kể từ sau cái chết và những lần làm lễ bất thành, thì cái bến đò ngày nào vẫn tấp nập qua lại. Bây giờ sắp trở thành cái nghĩa trang thứ hai. Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm đã có hơn chục ngôi mộ, nhiều nhất là mộ của những gã thầy Pháp mà lão Lý mời về. Và kể từ khi lão đi tìm người giúp, thì bến đò bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Hàng đêm những ngôi nhà xung quanh đều nghe tiếng la hét, tiếng khóc ai oán, tiếng đọc chú, tiếng cười nói. Không những thế, có khi còn thấy bóng người. Có người còn tận mắt thấy hình ảnh Ngọc Lan bị 4 tên lính rượt đuổi. Họ thấy cô vừa chạy vừa la hét. Nhưng ai ra bến đò thì mất hút. Họ cảm thấy hoảng sợ. Mỗi khi chập tối thì họ đã đóng cửa lên giường tắt đèn. Ngay cả những người đi trải lưới như anh Tuấn cũng sợ. Có người còn sợ đến nỗi vứt cả lưới xuống sông bỏ chạy. Ngoài những bóng người trên bờ thì hàng đêm những người trải lưới còn thấy cái xuồng bơi ngang. Cái xuồng chính là chiếc xuồng của ông Hậu, là chiếc xuồng lớn nhất trong làng. Lúc ông còn sống vẫn thường dùng để đưa khách sang sông. Ấy vậy mà bây giờ nó tự khua mái chèo rẽ nước sang sông. Dần dần bến đò trở nên hoang vắng, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Căn nhà của ông Hậu cũng không còn ai dám đến mà tu sửa, nhang khói nữa. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Tâm Linh Việt. Hãy đồng hành và yêu thích kênh nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ và comment để đóng góp thêm ý kiến của bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.